Vâng, em Loan, ô tô cũ Kinh Môn Hải Dương xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị, các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, em giới thiệu lại cho anh chị, các bạn xem một mẫu xe Kia Spectra được sản xuất năm 2004. Với chiếc xe này, em đang chào bán tại cửa hàng với giá 117 triệu đồng cho cái dịp cận Tết này, anh chị, các bạn nhé. Để sở hữu một cái mẫu xe về đi che mưa che nắng hoặc về đi gia đình trong cái dịp giá rét ở cái thời tiết ngoài Bắc. Một cái chiếc xe nó thực sự rất là đẹp, mang tên tư nhân chính chủ. Một chiếc xe sản xuất năm 2004 mà giữ được cái form dáng cũng như là keo chỉ rồi cái nội thất nguyên zin cả xe. Thì anh chị và các bạn biết một chất xe nó như thế nào. Với cái chiếc xe này thì anh chị và các bạn đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng em, đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Và mọi chi tiết thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để được chốt cái mẫu xe này, 0976 08169, anh chị nhé. Một cái mẫu xe mà sản xuất năm 2004, tư nhân, trang bị đầy đủ màn hình cam nùi. Đó, mà một mẫu xe thì không hề có hiện tượng đâm xô tai nạn hay ngập nước. Em sẽ cam kết bảo hành cho anh chị các bạn bằng văn bản tại cửa hàng. Chiếc xe đăng kiểm mà mới đăng kiểm xong anh chị nhé, từ tháng 6 năm 2020. Về tổng thành ngoại thất của mẫu xe này thì hoàn toàn là về sẵn sử dụng, không phải làm bất kỳ gam mục gì, cũng như là về cái nội thất bên trong. Mà một cái chiếc xe mang cái lớp sơn màu bạc, giá chỉ 118 triệu đồng thôi. Nào quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một mẫu xe về đi che mưa che nắng, xe tập lái hoặc đi gia đình trong cái dịp cả Tết này, cũng như chúng ta đi công tác, đi gia đình trong cái chiếc xe này thì nó rất hợp lý luôn. Thay thế cho một chiếc xe máy anh chị nhé. Đấy, mà rẻ hơn một chiếc xe SH. Đó, mà lại chở được tầm 5 người trên xe, nó cực kỳ là an toàn, không chở mưa nắng hay là giá rét gì. Một chiếc xe trang bị đầy đủ màn hình cam nùi. Đấy, Kia Spectra. Đấy, xe trang bị đầy đủ cam nùi anh chị nhé. Mang biển số 29, tư nhân chính chủ. Điều đặc biệt hơn ở cái chiếc xe này thì nó là một chiếc xe keo chỉ zin cả xe. Và nội thất lỉ nguyên bản. Nội thất rất là đẹp luôn. Lát nữa anh sẽ quay phần nội thất cho anh chị các bạn. Chiếc xe này thì la răng đúc, 4 bánh thì tương đối là mới anh chị nhá, 4 cánh tương đối là mới. Chủ xe đi một cái chiếc xe này mà giữ gìn, xe không có đâm va tai nạn gì, thì thực sự một cái mẫu xe mà keo chỉ zin cả xe thì phải nói là một chiếc xe rất là chất. Đây, về cái phần nốp nắp đây. Nốp thì 4 nốp đều nhau như này anh chị nhá, 4 nốp đều nhau như này luôn, là răng đúc. Với cái chiếc xe này thì với cái form dáng thiết kế của nó thì cũng không hề có hiện tượng lỗi thời. Đấy, mặc dù sản xuất năm 2004, đến bây giờ là 15 năm rồi, nhưng mà form dáng của nó cũng còn rất là đẹp và đăng kiểm mới đến tháng 6 năm 2020. Một xe tư nhân anh chị nhé. Và để phải nói về cái phần nội thất của chiếc xe này thì anh chị mở cái phần nội thất ra rồi thì anh chị các bạn sẽ rất là ưng. Đấy, nội thất lỉ nguyên bản, giữ được cái bộ lỉ nguyên bản từ năm 2004 mà nó mới và nó căng đét như này thì anh chị và các bạn biết nhé. Đấy, keo chỉ zin cả xe này. Qua thời gian sử dụng nó chỉ có hiện tượng cũ cũng như là một số chi tiết nó sẽ han mòn theo thời gian thì không thể tránh được. Đấy, keo chỉ zin anh chị nhé. Đấy, em cam kết cho anh chị các bạn là xe đẹp, không lâm xô tai nạn, không ngập nước, một chiếc xe sẵn sử dụng. Đấy, phần nỉ táp ly, phần nỉ cánh này nguyên bản luôn nhá. Đấy, một chiếc xe này xe gia đình, không chạy dịch vụ taxi gì luôn. Nỉ rất đẹp và rất căng luôn anh chị nhá. Trần nỉ này. Đấy, xe phần nội thất rất tươi. Đấy, có cái phần vô lăng này, phần bọc vô lăng này. Đấy, bình thường là em sẽ bọc lại phần vô lăng nhưng mà chiếc xe nó không bọc lại anh chị nhá. Người ta bảo là phải để cho nó có một cái chi tiết gì nó cổ kính anh chị nhá. Đấy, vì qua thời gian sử dụng 15 năm thì nó cái phần da nó bị lổ, nó chuyện hết sức bình thường. Đấy, và để anh chị và các bạn mua chiếc xe này thì em sẽ bảo hành cho anh chị các bạn đi trong vòng 1 tuần để anh chị các bạn có thể cảm nhận được cái chiếc xe này. Cái xe đi nó cực bốc luôn anh chị nhé. Đấy, so với cái so sánh với cái giá tầm tiền thì chúng ta sở hữu cái dòng Kia Spectra nó cực kỳ là lành máy, cực kỳ là lành luôn. Xe này chúng ta đi chỉ tầm 5 lít rưỡi thôi trên 100 km đường trường. Thế nên là với cái dòng xe này được sử dụng cho việc chạy dịch vụ và chạy tập lái rất nhiều anh chị nhé. Hai vô lăng này còn rất là đẹp luôn này. Đó, Kia Spectra 2.4, nỉ rất đẹp luôn.
Thế thì anh chị và các bạn giờ đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe về đi che mưa che nắng thì liên hệ trực tiếp cho em Loan để được chốt cái mẫu xe Kia Spectra này. 118 triệu đồng thôi. Đó, trong cái dịp cận Tết này em bán giá rất hợp lý cho anh chị và các bạn. Đây, phần nỉ sau, nỉ ghế sau thì đẹp hơn cái nỉ ghế trước rất là nhiều. Vì thường sử dụng cho cái phần ghế lái và ghế phụ nhiều hơn hàng ghế sau anh chị nhé. Đấy, giữ được cái bộ nỉ nguyên bản này thì rất là hiếm. Một chiếc xe hoàn toàn sẵn sử dụng, rất là sạch sẽ luôn. Đấy, chỉ hơn 100 triệu đồng thôi chị nhá, hơn 100 triệu đồng thôi. Bằng một chiếc xe máy. Đấy, lỉ thực sự rất tươi. Và sàn đây, lót sàn đầy đủ luôn. Đấy, sàn gốc của xe này nó cũng là lỉ anh chị nhá. Ghế lỉ này, sàn lỉ. Và điều đặc biệt hơn ở cái chiếc xe này thì nó là một chiếc xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội nhá. Biển Hà Nội. Đấy, nên anh chị các bạn nếu muốn rút hồ sơ cũng được. Cũng có thể rút được hồ sơ. Và để nguyên cái biển này chúng ta chạy cũng rất ok luôn. Em có thể ủy quyền cho anh chị các bạn. Đấy, cốp của cái chiếc xe này đây anh chị này. Cốp thì rất là rộng. Cái dòng Kia Spectra cốp rất là rộng. Và anh chị nhìn này, không mất một phân keo chỉ nào phần cốp đây anh chị nhá. Đấy, không mất một phân keo chỉ nào luôn. Đó. Đấy, phần cốp đây. Cốp thì rất là rộng rãi luôn. Cái dòng xe này chúng ta để rất là nhiều đồ. Đấy, keo chỉ cốp đây. Đấy, keo chỉ của chiếc xe này zin cả xe. Ôi, lỉ cốp đây anh chị này. Đấy, cốp rất là rộng rãi và lỉ nguyên bản luôn. Lốp sơ cua kích nốp đầy đủ theo xe. Đó. Lốp sơ cua kích nốp đầy đủ luôn. Giữ được một chiếc xe từ năm 2004 mà lỉ cốp 2004 mà giữ được cái chất xe như này thì phải nói là một chiếc xe rất đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, lỉ quanh cốp nguyên xe cũng như là không hề có hiện tượng là bị gò, hàn gì. Đấy, cho cái việc đâm xô tai nạn. Bỏ ra hơn 100 triệu đồng anh chị các bạn sở hữu ngay một cái mẫu xe đi rất là chất luôn. Che mưa che nắng đi gia đình. Đó. Về cái phần nỉ của chiếc xe này, nội thất thì anh chị biết rồi. Em quay rất là chi tiết, rất là kỹ. Với cái cùng phân khúc của chiếc xe này với cái dòng Daewoo, chắc chắn một điều rằng anh chị sử dụng cái dòng Kia Spectra nó sẽ bền hơn cái dòng Daewoo rất nhiều anh chị nhé. Cũng trang bị khối động cơ 1.6 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của những chiếc xe này nó chỉ dao động tầm 5,5-6 lít trên 100 km đường trường thôi. Mà đổi lại thì nó cực kỳ bền và đồ thay rất là nhiều. Giá chỉ hơn 100 triệu đồng. Đấy anh chị nhìn nhé. Cũng trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại an toàn trên xe cũng như là màn hình cam lùi đầy đủ luôn. Ghế cơ. Đây, lỉ nội thất thì rất là hiếm khi có những chiếc xe mà lỉ nó đẹp như này. Đấy, về tổng thành chiếc xe này thì anh chị và các bạn yên tâm là hoàn toàn sẵn sử dụng. Phần táp ly rất đẹp. Táp lô. Đấy, một chiếc xe trang bị cam lùi đầy đủ nhá. Giá chỉ có 118 triệu đồng thôi. 118 triệu đồng. Anh chị và các bạn nhấc máy gọi cho em Loan để được sở hữu cái mẫu xe Kia Spectra 24 này anh chị nhá. Quá đẹp. Hệ thống thang máy này, máy nổ cực kỳ là êm luôn, rất là êm. Ở đây anh chị nhìn này, tất cả các viền nhá, không hề có hiện tượng là đâm xô tai nạn gì. Đấy, đây anh chị này. Cụm đèn này. Đấy, quay sát cho anh chị các bạn về cái phần bên trong này nhá để chị các bạn nhìn rõ xe là có đâm pha tai nạn gì không. Đấy, một chiếc xe zin luôn. Đấy, máy lổ đây. Đấy, máy rất êm luôn anh chị nhá, rất êm. Với cái dòng xe này thì nó cực kỳ nành rồi, nó cực kỳ nành luôn. Tất cả các chi tiết các viền đây, tất cả các viền xe đây. Đấy. Thẳng tắp luôn nhá, không hề có hiện tượng là sần là do đâm xô tai nạn gì nhá. Đấy, rất là thẳng luôn này anh chị nhá. Đấy, giữ được một chiếc xe zin này thì quá là ok anh chị các bạn nào mà sở hữu dòng xe này thì rất là ưng. Giá 125 triệu đồng mà mua được một chiếc xe zin đẹp như này thì quá lưng lý luôn ạ. Đây cái phần nắp capo này. Đây cái phần keo chỉ nắp capo này. Đấy, keo chỉ nắp capo zin cả xe này. Nhìn chưa? Đó, rất đẹp luôn.
Đây máy rất là